Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục phần 2 lễ tang của em Trần Thị Thu Hà. Em Trần Thị Thu Hà sinh năm 1993. Không may, thời gian qua em bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể các y bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình cũng cố gắng chăm sóc hàng ngày, mong cho em mau chóng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng vì căn bệnh quá nặng và sức cùng lực kiệt, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tiên tổ. Đây là một sự mất mát đau thương quá to lớn đối với gia đình tang chủ. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này và cũng cầu mong cho gia đình hãy biến đau thương thành hành động, hãy mau chóng ổn định cuộc sống và tinh thần để tiếp tục lo cho cuộc sống mai sau. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời con người sinh ra trên cõi đời này chỉ là cõi tạm, và về thế giới bên kia mới là cõi vĩnh hằng và được an nhàn ở bên Phật. Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm tháng từ khi em mắc căn bệnh hiểm nghèo và gia đình phát hiện ra căn bệnh này, thì nghe thấy ở đâu có thầy thuốc tốt, có đông y nam dược tốt là gia đình đều đưa em đi cả. Nhưng cũng vì căn bệnh quá nặng nên em không qua khỏi. Hiện nay đã là chuẩn bị tới giờ tiễn đưa để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa, thương nhớ của toàn thể gia đình. Em Trần Thị Thu Hà mất đi là một sự tổn thất quá lớn lao, một sự đau thương không hề nhẹ đối với gia đình. Bao nhiêu công sức của bố mẹ đã tảo tần ngày đêm và nuôi em cho đến ngày em trưởng thành khôn lớn. Kính thưa các quý vị, ai sinh con ra thì cũng mong con của mình được mạnh khỏe, được khôn lớn trưởng thành và kinh tế vững chắc và gia đình hạnh phúc. Nhưng điều đó giờ đây đối với bố mẹ của em Trần Thị Thu Hà là không thể. Đây là quá đau thương tột cùng của cuộc đời những người làm cha làm mẹ. Đúng là cõi đời như thể bông hoa, mệnh người ta cũng chỉ là chiêm bao. Các đường duyên trong chốn trần lao thì đều vô thường cả, có lâu nỗi gì. Nay duyên trần của em đã hết, thân tứ đại lại hoan về miền tứ đại, mà thời thế chân như lại nghiêng về bản thể chân như. Vậy sự ra đi của chân linh em lúc này là thoát khỏi cảnh bể khổ. Tuy nhiên đối với cảnh trần, ai ai, bạn bè, bố mẹ, anh chị em không tránh khỏi sự đau thương mất mát to lớn này. Giờ tiễn đưa em về nơi ăn nghỉ cũng đã tới. Tất cả anh em, bạn bè, thân hữu gần xa cùng các anh chị em trong tăng quyến đang ngậm ngùi những giọt nước mắt để tiễn đưa em ra nơi an nghỉ cuối cùng, an giấc nghỉ ngàn thu. Kể từ đây, lối cũ con đường xưa không thấy bóng em về như mọi ngày được nữa. Vắng tiếng em cười trong gia quyến mọi khi. Hà ơi, kể từ nay sinh ly tử biệt, chẳng còn em để bố mẹ nương nhờ. Bao năm qua công lao cha vất vả, mẹ tảo tần sớm tối để nuôi em. Mong một ngày thành công em khôn lớn, dựa tuổi già những lúc ốm đau. Mà giờ đây em nỡ lìa cây để cho bố mẹ phút giây ngậm ngùi. Lá xanh ơi, tại sao nỡ rụng để lá vàng heo hắt trên cây. Mùa thu về mùa đông giá rét, vắng con rồi bố mẹ biết tìm đâu. Ngậm ngùi từ đây âm dương cách biệt, đến bao giờ mới thấy bóng của con. Ngày đêm bố mẹ gian lao khổ ải, cũng chỉ vì mong con được lớn khôn. Ngày hôm nay chia lìa mãi mãi, phút giây này biết chia sẻ cùng ai đây. Nỗi đau cứ để mãi trong lòng mẹ, để cho cha hiu hắt tuổi già.
Những khi xế bóng chiều tà, gió hiu hiu quạnh, lòng đầy nhớ thương. Đáng nhẽ ra ngày tiễn đưa hôm nay là phải là ngày con tiễn cha về nơi an nghỉ, nhưng ngược lại cha lại phải tiễn con đi. Ngậm ngùi giây phút xót xa này, ai ai đến đây cũng bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn. Mất con rồi, năm tháng phôi phai, từ nay trở đi âm dương cách biệt, cầu cho con về thế giới được bình an. Kính thưa các quý vị và các bạn, ai sinh ra cũng vậy thôi, đều có sinh có tử, đó là sự của tạo hóa tự nhiên của con người. Nhưng giờ đây em ra đi tuổi đời còn quá trẻ, ngậm ngùi không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng tang quyến. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn xem video xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều.